Trời ơi, cô làm cái gì ngon quá cả nhà ơi. Cái nhân nè, có mỡ hành, xong rồi ở dưới là bánh bèo. Ớt không chị? Được. 5 phút là chín luôn. 5 phút. 5 phút là mình ra được 50 bánh luôn. 40 bánh này. À, 40 này, xếp 40 cái này. Cho nó khoảng. Mấy mươi năm theo cô luôn hả? Tỷ hả? Cái bộ đó là bộ chén. Ờ. Mình đang ở số 63A của đường Lê Văn Sĩ, phường 13, quận 3 nha cả nhà. Ở trong chợ Nguyễn Văn Trỗi nha. Đó, mình đang ngồi dậy nó hơi khó đó. Mình sẽ giới thiệu cho cả nhà món bánh bèo chén nha. Rất là đặc biệt luôn, mà cô đổ tại chỗ đây được nhìn cái công đoạn đó, xong rồi ăn á, đơn giản vô cùng mà mình biết được á, khán giả Sài Gòn phố luôn luôn thích như vậy đúng không? Thích có công đoạn, có này có kia để mình được xem và mình được trải nghiệm, xong mình đến mình ăn thử nữa cả nhà. Rồi, ở đây là có bánh bột lọc nè với bánh bèo chén. Rồi, để xuống cho cô. Đó. Đó, đến đi xếp chén là đổ nước sôi mới đổ bột. Dạ. Ủa, mà sao mình phải úp lại vậy chú? Úp cho nó đẹp. Nó đẹp hả? Nó gọn. Nó mau khô bánh, nó cậy vô. Cho anh ta thấy đăng chén. Còn muốn ăn trong chén thì cô vẫn để trong chén được, hoặc là cô để tách ra giống như bên kia. Tách ra đây là ăn dĩa. Dạ. Dĩa có về, còn ăn chén để trong chén. Thôi để trong chén luôn. Xong mình để cái nhân, cái đó gọi là cái gì cô ha? Nhân. Thịt. Thịt cái là củ sắn ở trong đó. Hay là cả nhà mình có thể muốn ăn dĩa, dĩa là cô pha làm sẵn vậy đó cả nhà. Đó, cô tách ra xong rồi mình để trong dĩa mình ăn, hoặc là ăn trực tiếp trong chén luôn. Được thế luôn nha. Cho cả nhà mình xem cô đổ tại chỗ nữa nha. Vừa đổ vừa bán luôn nha cả nhà. Đấy. Kiểu mình để lưng lưng chén thôi á cô nha. Đưa luyện luôn cô. Quen ta. Dạ. Nó lâu không thì nó chín rồi cô. 5 phút là chín luôn. 5 phút. 5 phút là mình ra được 50 bánh luôn. 40 bánh này. À, 40 này sẽ 40 cái rồi nè. Cho nó khoáng. Khoáng thì nó sẽ chín nhanh hơn nha. Đây là bột, trong đầu bột gạo nha cả nhà. Đó, cô đang đổ. Đổ hết là một cái sửng này là 40 cái là sẽ ra lò. Hồi xưa giờ là cô vẫn ngồi như vậy á ha. Bây giờ đổ xong cái hết một tô là ra được 40 chén. Đó, bán khách nè, bán liên tục. Hoặc là cả nhà có thể là ăn tội là dĩa cũng được luôn á. À, một phần bèo lọc chả luôn là 40 ngàn. Dạ. Còn bán ba bánh bèo 3 ngàn cái. Một lọc 3.500 cái. Dạ. Cái hả? Cái hả? Cô ăn quá thì ghé. Tại dịch rồi không biết chị có bán không. Cô ăn ngon lắm cô ha. À, ăn lâu rồi. Chắc là hết mối rồi. Giờ biết mặt hết rồi. Cô sắp cái dĩa đảo rồi. Bữa nay quay gặp ít khách ha. Chắc tại mới mưa. Bão quá. Cái này bão quá. Chứ thường là đông hơn. Đông cô lắm. Trời. Trời ơi, cô làm cái dĩa ngon quá cả nhà ơi. Cái nhân nè, có mỡ hành, xong rồi ở dưới là bánh bèo. Ớt không chị?
Ở cái ít hơn nữa. Xuất sắc luôn. Dĩa này làm khoảng nhiêu quá? 10 cái 30 ngàn. 30 ngàn. Một cái là 3 ngàn đó cả nhà ơi. Hấp dẫn. Cho con ăn chén đi. Bây giờ lấy con trước 3 chén đi cô. Em ăn ớt không? Dạ con ít thôi nha. Ít ớt hả? Đói lắm. Cắt chả luôn. Dạ có. Con ăn cái chả cua, cái chả này. À. Giống như là mình ăn chén thì mình sẽ để nước mắm riêng mình chấm vào. Đúng rồi. Rồi. Cắt chả vô. Rồi cắt chả vô luôn. Ăn một lọc con bỏ vô đây luôn. Dạ. À, bây giờ con ăn này trước thì rồi bỏ thử hai cái dạ, vô. Dạ. Cái nhìn nó hấp dẫn. Rồi bây giờ con sẽ lấy chén cho mình. Đây không hấp dẫn. Dạ. Dạ. Về coi trong cái YouTube tôi ai bán thì mới thấy hàng. À. Có nghĩa là mình quay vô cái cận cảnh vô nhìn là hấp dẫn xỉu. Kinh cơ con gì? Kinh cơ. Dạ Sài Gòn phố ạ. À. Dạ. Có gì cô coi. Sài Gòn phố. Dạ dạ đúng rồi. Con nhìn cách cô bán là biết chắc cô bán lâu rồi ạ. Quán nhiêu năm? Chục năm không cô? Không không? Hơn 20 năm rồi đó. Thôi 20 chục năm. Thôi đã quá. Cái này là cái gì cô á? Cái này là chả cua. Ủa hay quá. Tôm. Chả cua chả tôm là mình ăn chung luôn. Mình kẹp chung luôn. À. Cái bánh bột lọc của cô làm cũng to nè. Có nhiều chỗ em thấy làm nhỏ nhỏ bằng ngón tay à. Xin hỏi cô có đổ này nữa không? Có chứ, đang đổ. Đợi nước sôi. Quay trên mạng, không ai biết. Như đi học sinh nó đi du lịch, đi du học về nó cũng tới năm nữa rồi. Có nghĩa là ăn rồi à, còn ở đây xong rồi đi du học về vẫn là ghé ăn. Cô bán từ mấy giờ ạ? Mới dọn hàng 3 giờ ra. Dạ, 3 giờ ra. Khung mình bán là 3 giờ đến mấy giờ? Hết rồi về, khi 5 rưỡi, khi 6 rưỡi. Thì ế lắm, 7 giờ. Cứ kiếm đúng chỗ 63A trong chợ là ra ha, Lê Văn Sĩ. Hẻm 209. Dạ, bên hông chợ là hẻm 209, quẹo vào. À. Cái hàng rất là kiểu như là dân dã nha. Nói chung là gần gũi. Giống như nhà quê vậy. Dạ đúng rồi, nhưng mà thích. Lúc mà mấy người ghi tới quay về mưa trời ơi, giống nhà quê. Ảm đỏ. Ảm đỏ. Còn có bà kia. Cần bánh bột lọc thì cô làm ở trong nhà. Đúng rồi, trong nhà đem ra. Nhìn cái nó chất lượng á, cái nó to. Mà cái phần thịt, cái phần nhân với bạn tôm ở trong nó cũng bự đúng không cô? Nên thành ra nó đội lên. Phải sử dụng bộ chén này hả cô? Chén mới của mình được không? Hay là phải loại chén cũ cũ như thế này? Cái này chén ngày xưa còn sót lại. Chứ bây giờ chén bây giờ khó xếp lắm. Thì nó làm cái đít nhọn nhọn nhỏ ngã tới nó lui hoài. Dạ. Chén vậy này đít nó bè nè, dễ xếp. Mà nó bền hơn đúng không cô? Chắc cái bộ này của cô lâu chưa? Lâu rồi đó. Mấy mươi năm theo cô luôn hả? Đúng vậy hả? Cái bộ đó là bộ chén. Ờ. Đúng rồi, con thấy là kiểu làm nghề là nhiều cái là phải gắn bó rất là lâu nha. Mà nhầm khi cái đó thì mình đổ nó mới ngon. Chén bây giờ bể hoài, vô nước là bể hả? À. Cái đó là cô đang chuẩn bị đổ đó hả cô? Đúng rồi, chuẩn bị xếp chén nước sôi là đổ. Một cái xửng vậy là khoảng bao nhiêu chén cô hả? 40 cái.
40 cái. Xếp mà cho nó nhóc lên á, phải 50 cái. Hay quá. Nhìn vậy mà tới 40-50 cái trong đó luôn. Bây giờ là ra là 40-50 cái bánh luôn. Bây giờ cô đang sắp chén lên chuẩn bị để đổ bánh bèo đó cả nhà. Ở bánh bèo ở đây là gọi là bánh bèo chén cho nó dân dã luôn nha, và gần gũi nhất là tại vì mình sẽ có được ăn ở trong chén luôn hoặc là ăn trong dĩa. 3.000 cái. Được quá hát không? Ai à, xong đó. Đậy lại cho nó nóng cái chén đúng không? Dạ. Mắm không cay hả? Dạ, mắm không cay thì chị cũng từng lấy đầu cơm cho con bầu luôn. Rồi. Nhiêu tiền em gửi? 35.000. Bỏ vô không chịu. Dạ dạ, giờ nó bầu nó qua bên phần tập á. Ở thối lại ngàn. Thôi được rồi. Được rồi. Bo đi. À, chị đưa. Cảm ơn nha. Đó, bây giờ mình ăn thử nè. Ở nhà đó một chiếc mai nghe. Rồi, có nước tắm ở đây ha. Thành. Hay quá à. Lâu lắm rồi mới gặp cái món bánh bèo chén mà làm ăn tại chỗ trong chén như thế này á cả nhà. Thường ngày là lấy ra bình thường làm khu ăn uống. Dạ. Ngon. Ngon con. Dẻo thơm, cái nhân thì vừa đủ gia vị rất là đậm đà cả nhà. Đó, cái nhân ok lắm luôn á. Cả nhà. Thơm cái phần bột á, vậy là bột gạo nè. Cô làm dẻo, nướng nướng luôn. Ngồi đi chị, ngồi đi. Kệ, không vui. Lâm vui. Tưởng ở đây bảo quá bà nghỉ luôn. Nãy giờ không gặp đối thủ ăn ớt đó hả? Ừ, toàn là ớt không ạ. Chị ăn sao? Ừ. Sao cái bánh cái gì nữa không? Trời, cái nhân ăn nữa bánh bột lọc á, con rất là ngon cả nhà. Con tôm bự ngon, cái phần nhân rất là nhiều. Ăn là gọi là phải thấy luôn á, gọi là nhập miệng cái phần nhân á. Cảm giác như là anh này đang ăn ở dưới quê của Ngọc luôn á, Vĩnh Long luôn á. Tại vì có nhầm chỗ Vĩnh Long á. Ngọc từng ăn như vậy xong rồi cái gia vị nó kiểu như là cái hậu vậy đó, cho nên thành ra rất là thích. Bán mà người ăn ớt gì là nó mắc chết luôn. Thoải mái à, ở đây đây ớt là thoải mái. Đúng rồi. Ăn, 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 ăn
ăn người ta ăn đủ, người ta ăn rồi cảm giác ngon rồi người ta ăn. Bên vừa ăn ít mà mình ăn nhiều quá không thích. Thôi thôi thôi, cay quá thôi ăn được. Cay quá thấy ngon. Nhiều đứa ăn cay nó hết. Ủa chưa chưa bye bye hả? Rồi, một chén như thế này là 3.000 nha. Nè, giá là ok quá trời ha. Ở Sài Gòn này 3.000 là quá ok luôn á cả nhà. Trời ơi, rẻ lắm luôn. Rồi thứ hai là ở đây á thì là chợ Nguyễn Văn Trỗi nha. Nếu mà cả nhà mình á có biết cái khu chợ này thì rất là dễ tìm, nhưng mình đó ngầm không biết. Thành ra cả nhà đi đi tìm cái con hẻm 209 Nguyễn Văn Trỗi cái chợ cả nhà quẹo vô ha. Cặp bên hông. Rồi. Ở đây là số 63A. Của đường Lê Văn Sĩ, phường 13, quận 3 nha. Lúc khoảng cỡ 3 giờ là cô ra đây bán đó cả nhà. Thôi, mình ăn tiếp nha, bye bye cả nhà. À, cô đang làm ở đây luôn hả cô? Dạ. Nó sớm ta chuẩn bị đánh mặt, đeo vòng vàng vô lắm. Đeo vàng vô nhiều giống ta kìa, trên mạng đeo, đeo lên tới tay luôn nè. Chọc quá rồi, bà rung. Dạ, bà quay phim quá. Là cô đổ tại đây, cái cô bán tại đây luôn ha, chứ không có đổ sẵn trước á cô ha. Dạ. Còn đây là bánh bột lọc. Tại vì của con là quay mấy cái món dân dã á, cho nên hình đây là con hay đi kiếm để quay. Con thấy là số 63A mà con chạy xuống tới đây. Con đâu biết ở trong chợ này đâu, ở trong chợ là biết rồi. Em có chưa chạy? Có rồi. Đây. Wow. Cần 15 ngàn.